Ta nói hả, gần cả tháng nay bận rộn mà tới bây giờ tôi mới ốp được cái clip sinh nhật của tôi lên luôn á các bạn. Và cái đợt sinh nhật này nơi mà tôi chọn mặt gửi vàng để tổ chức không đâu khác mà đó chính là Mr. Sài Gòn, một nhà hàng mang phong cách châu Âu có một cái không gian khá sang trọng và ấm cúng. Đặc biệt hơn cả là nó đi đôi với một mức giá vô cùng hạt rẻ, hoàn toàn dễ dàng để cho đại đa số mọi người đều có thể tiếp cận được. Không để các bạn chờ đợi thêm lâu nữa, cùng nhập tiệc với tôi thôi nào. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tú Hiệu Trưởng đấy Về phần menu thì phải nói là bên này sở hữu một cái số lượng món và số lượng set nhiều thật sự. Cái set mà ngày hôm nay tôi lựa chọn cho buổi tiệc của mình có tên là Miss Lover và cái món đầu tiên của cái set này đó chính là một cái phần steak bò topless cái miếng thăng bò này được làm chín vừa ăn vô nó khá thơm mềm và ngọt thịt đi kèm với nó là một cái chén sốt barbecue siêu đậm đà và cuốn hút xong qua tới cái món thứ hai của set đó chính là steak lườn ngỗng nha miếng lườn ngỗng được xử lý khá là kỹ ăn vào không hề bị mùi nó mềm và xen lẫn một chút xíu dai nhẹ chấm cùng với chén sốt phô mai béo béo bùi bùi làm ngon thêm ngon và ngoài ra thì trong set này còn có khoảng ba bốn món nữa ăn cũng khá là ok như là lõi thăng bò lúc lắc barbecue khoai tây chiên phô mai bacon, kênh salad thịt hung khói mè rang và cuối cùng là có cả tráng miệng là kem với lại banana cotta nữa nói chung từ cách phục vụ món ăn cho tới cách đẹp co trang trí của bên này đều thật sự làm tôi rất là hài lòng. Ok nhất trí vậy nha. Ai mê thì lưu lại được về thì trải nghiệm liền nhé.